Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại mình đang đứng tại Dinh Thống Nhất trưa ngày 30 tháng 4 2018. Thì hôm nay mình và gia đình sẽ đến đây tham quan cái Dinh Thống Nhất vào ngày giải phóng miền Nam. Thì xin sẽ gửi đến các bạn một số hình ảnh tham quan của Dinh Thống Nhất. Rồi thưa các bạn, đây là cái đường vào trong khu Dinh Thống Nhất nha các bạn. Thì hiện tại bây giờ có rất là nhiều các đoàn khách và các gia đình đến đây để tham quan. Đây là đường cổng vào. Đây mình sẽ quay qua một vòng trước mặt tiền trước của Dinh Thống Nhất nha. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Đây là cái khu khoảng sân rất là rộng ở trước Dinh. Có một đài phun nước và đây là mặt chính của Dinh. Đây mình sẽ quay thêm đây các bạn nhìn thấy đó. Mặt chính của Dinh, còn phía bên này là rất là nhiều các xe của những đoàn khách đến đây tham quan. Đây rất nhiều gia đình đây các bạn. Khuôn viên của Dinh thì rất là thoáng mát và rợp cây xanh bóng mát. Đây, đây các bạn nhìn thấy không đó, cây mà những mảng xanh rất là lớn trong Dinh Thống Nhất. Đây, hôm nay là ngày 30 tháng 4 2018 thì rất là đông mọi người đến đây, vừa đi tham quan vừa ôn lại lịch sử của những ngày giải phóng. Rồi các bạn hãy theo gia đình mình nhé, vào phía trong. Đây là đứng về phía bên hông nè bạn, mình quay cho các bạn xem nha. Đi ba. Rồi ok. Đi ba. Đây là mặt tiền của Dinh Thống Nhất đây các bạn, để mình quay cho các bạn cùng xem nha. Đây các bạn, những kiến trúc rất là đặc trưng của Dinh Thống Nhất. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đây quay mây mình. Ơi. Ba đâu biết? Mẹ đâu rồi? Đây là tầm nhìn từ Dinh Thống Nhất nhìn ra hướng đại lộ Lê Duẩn nha các bạn. Phía giữa là một cái đài phun nước rất là lớn. Đây để mình sẽ có một vòng quay các bạn xem nhé. Đấy, cái thảm cỏ rất là lớn ở giữa. Đây từng đoàn người đến đây thăm đây. Đây phía cổng chính đi vào Dinh Thống Nhất nữa rồi. Đây nhìn đây là phía bên trái. Đây cái từng thiết kế rất là đẹp. Này rất là đông các mọi người đi tham quan. Sơ đồ đi cái. Đây sơ đồ cái. Mình đang ở tầng 1 à. Đây tầng 1 đây có các phòng đây, phòng nội các, phòng đại yến, cầu thang. Tầng 2. Phòng hội đồng nơi quốc gia. Hả? Cái gì vậy? Tầng 3. Ôi tầng chợt nữa này. Ra 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 xuống, để coi tầng chợt có gì không. Xem này, xem này.
Ok. Mình sẽ đi vào trong đi ha. Ok, đi vào trong rồi. Đây. Em ơi. Vợ cầm đi, vợ cầm điện thoại chứ. Đây khu vực đâu. Đi vào phía trong rồi đi. Ê. Cầm đi. Đây cái kiến trúc mặt tiền đây. Đây là lộ trình tham quan. Đây là phòng gì đây? Đứng im coi. Đây là ồ rất là đẹp. Đó phòng, một cái phòng này thôi không gì em thử coi. Ồ thảm đẹp quá, trang trí đẹp quá. Xì ơi. Không có cái để phòng gì hết con. Đi vào trong rồi đi, đi vào trong rồi đi. Đây sang bên này. Đây là phòng bộ dục à. Phòng học nè. Show. Rồi ok. Rồi rồi. Đi. Phòng nội các. Đây là phòng nội các. Rồi nãy là kia là phòng đại tiệc. Đại yến viện nó đúng rồi đó. Đi. Cái này là gì đây? Xem đây. Như là xu là cái cuốn sách ở đây, xu coi có những cái gì dưới này xu. Ồ đây cái phòng trong mày đẹp hơn nè, đi vào đây nè. Có gì đây, chờ đây cái đầu tiên hả? Ồ nó có nhiều tầng lắm, hình như tao cho mình lên đây, mình lên trên lầu được kìa, đây vô vào trong rồi nè. Wow. Đây mình xem cái phòng gì đây nha, để mình đi vào thẳng, đi vào trong đi. Đây là phòng cánh tiết. Phòng cánh tiết. Ờ, để coi đi các đường. Wow. Phòng cánh tiết đây. Phòng họp chính. Đây phòng cánh tiết nha. Nhìn nè. Nhìn ba, nhìn ba. Ai ba. Rồi ok, đi tiếp tục nha. Cái lá này mắc cửa. Phòng khánh tiết. Giờ mình đi lên lầu à, hay gì chứ. Tầng hầm à. Ok, thì mình đi xu lật cái tờ giấy đi con, coi mình đi chỗ nào nữa con. Rồi mình lên tới khu vực lầu 2 đây. Ồ Miên, Miên đâu vậy? Đây phòng làm việc của tổng thống. Bà con không biết nữa. Mẹ đi đâu đi nhanh vậy? Ồ. Đi từ từ đi gom lại nhau. Phòng này phòng gì sao? Ở bên kia kìa. Đi xem đây. Cái tên phòng nó nằm ở phía bên kia. Ôi
rất là nhiều các phòng, thiết kế rất là đẹp luôn. Wow, đẹp quá đẹp, trần người cao, đèn chùm đây. Quá đẹp luôn các bạn. Kế rất là mát. Đây rất là đông, hôm nay mọi người đến đây tham quan. Ôi cái tấm thảm mà mát không ạ? Một cái tấm thảm rất là đẹp. Đó là phòng khách của tổng thống nha. Không có nằm bên này. Bước ra đây. Đi ra phía ngoài nè, phía ngoài này nhìn xuống nè. Ê xí bước ra con, cho bước vào trong. Rồi đi ra ngoài này đi. Đây là tấm thảm sản xuất tại Hồng Kông năm 1973 đó các bạn. Rất là đẹp. Đây đi ra ngoài này, phía ngoài đây. Đứng ra đây nhìn phía ngoài này nè, đẹp lắm nè. Ồ đứng này cực kỳ mát luôn. Ồ nhìn này đẹp quá. Đây toàn cảnh Vinh Thống Nhất nhìn từ phía ngoài. Ồ nhìn quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn các bạn. Đi thì vào trong đi. Rồi đi kiếm phòng nào nữa đây? Tầng mấy rồi? Cái phòng khách à? Trần cao ghê, khoảng. Ủa đi vào đâu đây? Đi vào phòng nào nữa? Đi cái hướng đi nữa. Đi có lên lầu nữa kìa. Đó rồi đi lên lầu.